Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Vườn Mai Linh Bonsai. Bữa nay là ngày 21 tháng 10. Em Linh xin giao lưu tiếp cho quý cô chú, anh chị em mình một lô siêu bông mình lại ghép gốc bonsai nha quý cô chú, anh chị. Bữa em lên cái clip là từ 10B cho tới 20B. Bữa nay em Linh xin tiếp tục quý cô chú, anh chị mình là từ 21B cho tới là 27B nha. Em Linh ghép siêu bông mình lại. Thì mã đầu tiên là mã 21B, hoành 22, cao 40. Em Linh quay một vòng cho quý cô chú anh chị mình xem tham khảo ha. Em Linh sẽ báo giá cho quý cô chú anh chị mình. Vòng tàn này quý cô chú anh chị. Thì cây này em Linh bao mạnh nguyên lô này. Em Linh bao mạnh khỏe cho quý cô chú anh chị mình nha. Cây tất cả đều mạnh khỏe rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị ha. Giá 1.3 triệu cho mã số 21. Em Linh bao phí cả cây lẫn chậu cho quý cô chú anh chị mình nha. Em Linh ghép siêu bông bình lợi, mã 21B ghép siêu bông bình lợi, hoành 22, cao 40, giá 1.3 triệu. Em Linh bao phí cả cây lẫn chậu cho quý cô chú anh chị mình nha. Rồi em Linh lên tiếp mã số 22B. Mã 22B. Rồi cây này quá trời đẹp luôn nè quý cô chú anh chị. Cho cô chú anh chị mình xem đường thân nó lắc lượng nè. Rất là đẹp luôn. Mã 22B em Linh ghép siêu bông bình lợi, hoành 22, cao 40, giá 1.2 triệu. Em Linh bao phí cả cây lẫn chậu cho quý cô chú anh chị mình nha. Quá tươi đẹp luôn ha, nút nụ nè, lên nè, ngon lành luôn ha. 22B hoành 22, cao 40, giá 1.2 triệu. Em Linh ghép siêu bông bình lợi. Rồi em Linh lên tiếp mã 23B. Là em Linh ghép cây nhị ngọc toàn theo quý cô chú anh chị. Nhị ngọc toàn, mã số 23B, hoành 22, cao 35. Em Linh ghép nhị ngọc toàn, giá 700.000. Em Linh bao phí cả cây lẫn chậu. Đường thân này cô chú anh chị lắc lượng rất là đẹp luôn ha. Đó, nhị ngọc toàn. Rồi em Linh lên tiếp mã 24B. Cái lô này em Linh lựa cũng còn không có nhiều, em Linh lựa từ từ cho giao lưu quý cô chú anh chị mình ha. Rồi mã 24B, 1.3 triệu, hoành 25, cao 50. Mình quay phơm tàn cho quý cô chú anh chị mình xem. Đó, nụ lên á. Giống như con thú luôn nè. Chừng đế rất là đẹp, rất có duyên luôn quý cô chú anh chị. 1.3 triệu, 24B, hoành 25, cao 50, giá 1.3 triệu. Em Linh bao phí cả cây lẫn chậu cho quý cô chú anh chị mình nha. Rồi em Linh lên tiếp mã 25B. Cây này em Linh ghép siêu bông bình lợi nha quý cô chú anh chị. 25B hoành 27, rồi nghe eo nha, cao 50. Cây này chà bá lửa luôn, hoành lớn luôn. Nó có một cái giá, có cái lỗi ngay chỗ này. Cái rễ này theo đúng là em Linh kéo sâu xuống, nhưng mà cô chú anh chị mình có thể cắt cũng được, không sao. Cắt luôn cũng được, hoặc là cô chú anh chị mình có thể để về cho nó lạ lạ một chút ha. Mình có lỗi chỗ xíu đây ha. Cái đế, cái rễ này mà bấu xuống đây một cái rất là đẹp luôn ha. Đường thân thì lắc lượng rất là đẹp, cô chú anh chị mình xem. Rồi 25B hoành 27, cao 50, giá 800.000. Em Linh ghép siêu bông bình lợi. Rồi em Linh lên tiếp mã 26B. Ôi, 26 cái cây này phôi chà bá luôn quý cô chú anh chị ha. Phôi bự luôn nè, hoành cành kia luôn ha. Rồi 26B hoành 30, cao 50, giá 1.3 triệu. Em Linh bao phí cả cây lẫn chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Cây này thì phôi lớn nha quý cô chú anh chị. Rồi cho cô chú anh chị mình xem vòng.
Rồi cho coi cái phôi lại. Hoành cái này quá trời lớn, quá trời ngon luôn ha. Rồi em lên lên tiếp mã cuối cùng, mã 27B. Mã 27B, hoành 20, cao 37, giá 800 ngàn, em lên bao phí vận chuyển, cả cây lẫn chậu luôn. Cái này nguyên con thú nằm luôn quý cô chú anh chị ha. Này con thú nằm cái chân nó hơi bài ra chứ nó không có gơm mấy ha. Đó, thì nút nụ rồi quý cô chú anh chị mình lên. Đó, đó. Em lên ghép siêu bông bình lợi nha. Rồi mã 27 cũng là mã cuối cùng của clip nha quý cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị mình xem ưng cái mã nào thì cứ liên hệ trực tiếp bên chỗ nhà vườn của em Linh qua số điện thoại 0966993277 hoặc là Zalo của em Linh cũng số máy đó ha. Rất mong cô chú ủng hộ bên nhà vườn của em Linh ha. Tạm biệt quý cô chú anh chị mình đã xem hết clip của em ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình những clip tiếp theo nha.